trinh cầu thần hữu. Tức là xem phong cảnh này nó còn hơn cảnh Bà Roi. Cảnh Bà Roi cũng là một cảnh đẹp ở cái vùng Diên Tử. Rồi phóng tay cầu, tức là vua cái tay cầu, trinh cầu thần hữu, đó là cũng như cái cầu, cầu của thần hữu. Thần hữu tức là cũng cái vùng đó, vùng Diên Tử. Bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, chơi dấu nước non dưỡng đời thánh thọ. Là bao nhiêu phong nguyệt, tức là bao nhiêu trăng gió đẹp đẽ trong cái cảnh này mà đều vào cõi vô tâm, vào cái chỗ mà lòng không còn vướng bận gì hết. Chơi dấu, chữ dấu là yêu dấu, tức là chơi thích thú nước non dưỡng đời thánh thọ. Nghĩa là như vậy, Ngài đến đây dù cho có cảnh đẹp mà lòng Ngài cũng không vướng bận. Ngài thích chơi thích thú với nước, với non để cho cái tuổi thọ Ngài được tăng lên. Đó, thì đó là diễn tả vua đi tu. Bây giờ nói Ngài, ta nay ngồi tỉnh vân tiêu cởi chơi cánh diều. Ngài bây giờ Ngài cũng ngồi ở trên đỉnh phân tiêu này, nghĩa là ở cởi chơi, tức là đi dạo chơi, là ngồi chơi trên cái ngọn đá, cái ngọn đá cánh diều. Cái chùm đá trên chóp á, nó có cái chùm đá cánh diều đó, nó ngồi chơi. Coi đông sơn tựa hòn kim lục, xem đông hải tựa miệng con ngao. Đó là mình lên trên chóp núi nhìn xuống, nhìn qua cái ngọn đông sơn giống như là cái kim lục, hòn kim lục. Rồi nhìn ra biển phía đông giống nhỏ giống như miệng con ngao, chứ không có gì hết. Nức Đài Lan nghỉ hương Đan Huế, nghe hàng Nga chiếc khúc tiêu thiều. Đây là quan niệm của Ngài, nghĩa là cái hoa lan nó nở thơm nức mùi hương, cũng như quế nó đều trổ qua thơm, hoa lan qua quế nó thơm nực mũi, nghe hàng Nga chiếc khúc tiêu thiều. Ngồi trên đó thấy mặt trăng, rồi nghe tiếng gió khua, tưởng như là hàng Nga đang khải một cái khúc nhạc tiêu thiều, khúc nhạc hay vậy. Quán Thất Bảo vẽ bao bộ thiện, áo lục thù tiếng gió tiên phiêu. Quán Thất Bảo, quán đây tức là quán là cái nơi trọ của mấy người tu, chứ không phải là quán của mấy cái ông tiên. Quán Thất Bảo tức là cái quán bằng bảy báo, vẽ bao bộ thiện, tức là bao nhiêu Đức Phật đều hiện trong cái quán đó, hay là đã vẽ ra hình bao nhiêu Đức Phật ở trong cái quán đó. Áo lục thù tiếng gió tiên phiêu, áo lục thù là cái áo rất là nhẹ, cái tiếng gió tiên nó làm cho bay phất phơ, tiêu phiêu tức là phất phơ đó. Thành ra chữ thù, 21 thù là một lượt, thì như vậy 6 thù nó nhẹ cỡ nào, 21 thù mới được một lượt. Cái áo này không tới phần tư lượng. Cho nên gọi là áo lục thù là áo rất nhẹ, gió tiên nó bay phất phơ. Thầy tu trước đã lên Phật quả, tiểu tu sau còn bị tỳ kheo. Thì ông kể khi mà ông ngồi trên núi này, thì ông thấy cảnh vật như vậy đó, thì nhớ lại thầy mình tu trước, thầy đã ngộ đạo nên lên Phật quả, cho nên gọi là vua Phật. Còn mình là tiểu, là đệ tử, mình tu sau mới còn ở vị tỳ kheo thôi, chứ chưa có lên được cái quả gì. Đó là diễn tả lúc mà Ngài ngồi núi. Đây, bây giờ chỉ cho mình thấy đây, hồ thiên lẻ lẻ, xem lâu có nhẹ. Nghĩa là mình phải nhìn đây, cái hồ thiên nó lẻ lẻ, tức là từng cái, xem lâu có nhẹ, tức là xem lâu thấy nó như nhẹ nhàng,
nhẹ nhõm đó. Tuy rằng học đạo hư vô, ngậm ngục hỏi thiền ngôn nỉ, ngậm ngục là sao? Ngậm ngục tức là nó lời nói mà còn ấp úng, nó chưa ra lời. Ngậm ngục tức là ấp úng. Ví dụ như tới thầy muốn đưa cái gì còn ấp úng trong lòng chưa ra, nó đó là ngậm ngục. Hỏi thiền muốn hỏi thiền mà trong cái miệng nó còn ấp úng, nó chưa có thốt ra lời. Ngậm ngục hỏi thiền ngôn nghĩ, ngôn là nói, nghĩ là suy nghĩ, nghĩa là trong lòng thì suy nghĩ muốn hỏi thiền mà miệng nó còn ấp úng, nói chưa ra lời. Tuy là học đạo hư vô, đó là đóng không, mà muốn hỏi thiền thì miệng trong lòng để suy nghĩ, mở miệng không ra, nói không ra lời. Mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chát tết bóng nghìn vàng còn lẻ. Mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chát tết bóng nghìn vàng còn lẻ. Một cái lòng mê thì xét nó không biết đến đâu nó cùng cho tặng. Chát tức là gì? Chát tức là đổi chát. Chát tết bóng, đang tết bóng mà đổi 1.000 vàng còn rẻ nữa. Như vậy 1.000 lượng vàng còn rẻ hơn 1 tết bóng. Quý vị nhớ, 1.000 lượng vàng còn rẻ hơn tết bóng. Tết bóng từ mấy giờ? Cao lắm là nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đổi 1.000 lượng vàng cũng không đổi. Vậy đó mà người tu mình nhiều khi thả hồn phiêu phiêu vững vững đâu cả giờ, không có tỉnh, thấy không? Thì thật là giết bao nhiêu tết bóng của mình. Bởi vì cái chữ này là cái chữ mà mình phải nhớ để mà biết. Mình đổi 1 tết bóng 1.000 vàng còn rẻ. Còn 2 câu kế này là 2 câu bị thiếu mấy chữ, cho nên không có rõ nghĩa. Hẹn đến lâm tiền làm bạc rồi gì nữa đó, bảo rằng gì đó, từ thế những ngày xa không ra. Thành 2 câu nó như là qua không qua. Đua khoái lạc tranh nước lâm châm, muốn phồn qua đầu đà bạc tỷ. Mấy chữ này thì nếu mà không hiểu thì coi nó không có rõ gì hết. Bởi vì đây là ngày nhắc người tu, nếu mà mình có cái tâm mê thì có cái lòng mê, thì cái mê nó tạo không bao biết bao nhiêu thứ chuyện thứ nghiệp đó, cho nên không thể cùng tặng. Mà mình đã tu rồi thì phải quý 1 tấc bóng hơn 1 tấc vàng, hơn 1.000 vàng nữa, chứ đừng có phải thả trôi. Còn 2 câu kế thì không biết. Đến câu này nói nếu mình tu mà đua theo khoái lạc, tu mà còn thích những cái chuyện khoái lạc, tranh bước lâm châm tức là bước nhanh nhẹn, bước liền. Đối với cái thích thú thì tranh bước nhanh liền, nhướng phồn qua đầu đà bạc tỷ. Chữ tỷ là chút ít. Như gì nhóm tức là nhướng á, là dính á, dính theo cái phồn qua, nhìn lại đầu đã có 1-2 sợi tóc bạc rồi. Đó là cảnh tỉnh. Chúng ta vì mê theo khoái lạc, đuổi theo khoái lạc mà cứ lăn hay là cứ tiến mãi trong đó không dừng, rồi vì dính với cái phồn qua nhưng nhìn lại đầu đã có những sợi tóc bạc, nó đã già đến nơi. Chẳng những vượng hạt thốt thề, lại phải cỏ qua cười thỉ. Tức là như vậy, nếu mình tu mà có cái tâm mê đuổi theo cái trần tục như vậy đó,
thì không những những con hạc, nó chim hạc nó phải còn thề thốt để mà nó nhắc mình, mà chẳng những chim hạc thề thốt thôi mà lại loài cỏ, loài hoa nó cũng cười thỉ đó. Thỉ là cười thầm mình đó, thỉ thầm đó. Mình thường nói thì thầm đó, hồi xưa là thỉ, thỉ tức là thầm. Như vậy thì muốn nói lên đoạn này, muốn nói lên rằng nếu người tu mà còn mê muội thì tâm tạo không biết bao thứ việc, mà không có thức tỉnh rằng một tấc bóng là nghìn vàng còn rẻ. Mình phải quý từng tấc bóng, đừng phải cho nó đuổi theo việc bên ngoài. Nếu mà còn đua đòi theo cái khoái lạc đi mãi ở trong đó thì, và nếu dính mắt với những cái phồn quan thì nhìn lại đầu mình đã bạc rồi mà mình chưa tỉnh. Mà nếu như vậy thì tu hành tới đầu bạc mà chưa nên thân nên hình thì chẳng những mấy con hạt nó thề thốt nữa, nó kêu vang, nó nhắc nhở mình, mà đám cỏ đám hoa nó cũng cười thầm mình nữa, hổ thẹn của tất thấy không đó. Tu không ra gì thì phải hổ thẹn với tất cả chim chóc, tất cả cỏ cây, vì đời tu không ra trò trống. Từ đến đây non nước đã quen, ngài nói ngài đi tới đây người tình mấy phen, ngài đi tới đây quen non nước và cũng đã mấy phen lên xuống rồi. Đầu khách dễ nên biến bạc, mặt non hải một xanh đen. Lên xuống mấy phen trên núi này, nhìn lại đầu của mình, đầu khách tức là người đi lên đi xuống đó, nó giờ nó biến thành bạc trắng rồi. Đầu đã bạc trắng mà nhìn lại mặt non, non tức là nhìn lại mặt núi, hãy một xanh đen, núi vẫn còn xanh nhưng đầu mình đã bạc. Mấy cái hình ảnh này cũng rất đẹp để nhắc mình, nghĩa là đã lên mấy phen lên núi, nhìn lại đầu đã bạc trắng, núi vẫn còn xanh. Hồ nước giá lửa là lọc nước, cửa tráo cây phên trúc cài then. Hồ nước, hồ nước giá tức là hồ nước lạnh, lửa là lọc nước, không phải cần phải lọc gì nữa, có sẵn hồ nước lạnh mát rồi. Cửa tráo cây phên trúc cài then, cửa tráo tức là cái cửa rào, cửa rào nó bằng cái gì? Bằng những cái tấm trúc, tấm phên, bằng tre, bằng trúc đó, để làm cái then mà cài. Đàn khúc nhạc tiếng không tiêu đính, vỗ tay ca cách lễ lạ liền. Đây nó có hai cái từ ngữ mà ca không ra, chữ tiêu đính và chữ cách lễ. Nhưng đây mình có thể hiểu đại khái câu này, nghĩa là khi ở đây rồi thì cái cảnh đó nó giống như là những cái khúc nhạc nó hát lên. Chữ không nó là khen á, chữ không nó là khen, không không có dấu là khen, là tiếng khen tiêu đính, nghĩa là đàn những khúc nhạc được cái tiếng khen, tiếng khen sau đó tiêu đính trao ra. Vỗ tay ca cách lễ hạ liền, à, tức là mình ca, ca cái tiếng ca hát của mình nó làm cho mọi người đều được thích thú. Đó là cái tiếng hay, tức là đó là ngài chỉ cho mình thấy cái khi ngài tới đây những việc gì làm của ngài đó là những ngôi tây trúc giường nào nam châu có mấy. Nghĩa là cái cảnh này nó lạ làm sao, ở tây trúc nó cũng như thế nào, ở nam châu có mấy, nghĩa là không có cái mấy chỗ mà bì được, ở tây trúc thì cũng không có hên, giường nào là không hên, mà ở nam châu thì cũng không có mấy cái bì được. Non linh thiếu ai đem về đây, cảnh phi lai mặt đà thấy đấy. Thì như vậy cái ngọn núi Yên Tử ngài so sánh giống như ngọn núi linh thiếu từ ở bên Ấn Độ mà ai đem về đây. Rồi cái cảnh phi lai mặt đà thấy đấy, tức là cảnh
núi Phi Lai ở đây mình thấy rõ ràng. Thì đây nói về núi Linh Thước và cảnh Phi Lai, thì hai cái ngọn núi này tôi đều có tới được hết. Núi Linh Thước là ở bên Ấn Độ, ở phía đông bắc của thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, ở chỗ mà Phật thuyết kinh Pháp Hoa và các kinh Đại Thừa đó. Thành ở dưới cũng là cái thành Vương Xá, ở trên bên đây là cái ngọn núi Linh Thước. Thành ra khi mình lên đó để mà đảnh lễ Phật, thì hồi xưa cái nước Ma Kiệt Đà này rất là tin kính Phật, cho nên cúng dường Phật trên ngọn núi ngày lên ở đó trước pháp. Chỗ đó bây giờ còn có cái nền thách của Phật và nền thách của ngài A Nan, đó là cái ngọn núi Linh Thước. Rồi Phi Lai, ở Phi Lai là ở đâu? Tức là ở phía đông núi Linh Ẩn thuộc Hàng Châu, Trung Quốc. Ở phía đông núi Linh Ẩn thuộc Hàng Châu, Trung Quốc, đời Tấn có nhà sư Ấn Độ tên là Tuệ Lý. Tuệ Lý là tiếng là dịch từ tiếng Tàu rồi. Lên núi này nói, núi này giống một con núi nhỏ ở giữa dãy Linh Thước, không biết bay đến đây từ bao giờ. Bởi không biết bay tới đây từ bao giờ, chứ là núi Phi Lai. Phi là bay, Lai là đến. Như vậy chỉ còn chuyện nữa xíu đó, đặt tên núi Phi Lai. Như vậy thì núi Phi Lai là một ngọn núi ở gần cái núi Linh Ẩn. Và Linh Ẩn thì có chùa Linh Ẩn đó. Chùa Linh Ẩn nó nằm ở trên cái núi Linh Ẩn. Bên kia là ngọn núi Phi Lai, nó cũng gần bên đó. Hiện giờ trên Hàng Châu, cái vùng đó là cái vùng đẹp nhất. Người ta hay đục trong núi để tượng Phật rồi thật đó. Nên người du lịch từ lên cái núi Linh Ẩn thì đi cả ngày cũng chưa thấy cảnh nữa. Như vậy thì cái chữ Phi Lai này là do ông sư này, ông không biết, ông nói không biết bay đến đây từ bao giờ. Núi ở bên Ấn Độ bay qua đây từ bao giờ. Nghe vậy cái ta đặt tên của Phi Lai. Phi Lai là bay đến. Như vậy thì hai câu này nói rằng núi Linh Thước, cảnh Phi Lai so với cái núi Diên Tử này cũng không có hơn. Vào chinh cõi thánh thênh thang, thoát rẽ lòng phàm thay thấy. Là nếu người nào vào được cái cõi thánh, chinh là vào nơi, vào được cái cõi thánh rồi, thì lòng mình nó mới thấy thênh thang rộng lớn, không có chừng, không có mé mé, không có mé bờ. Chỉ thênh thang, không có bờ, không có mé. Thoát rẽ lòng phàm, tức là mình thoát ra khỏi cái lòng phàm thì sao? Chữ thay thấy tức là chữ phơi phới đó. Lòng nghe nó nhẹ nhàng, phơi phới. Thay thấy tức là phơi phới. Người nào mà thoát được cái lòng phàm thì sẽ thấy nhẹ nhàng, phơi phới gì đó. Bao nhiêu phong nguyệt thề thốt chẳng cùng, hệ cảnh gian sơn ai nhìn thấy đấy. À, bao nhiêu phong nguyệt, nghĩa là thề thốt chẳng cùng, người ta lên đó thấy cảnh trời, cảnh nước, cảnh gió, cảnh trăng, thì bao nhiêu lời thề thốt không biết bao nhiêu kể. Hệ cảnh gian sơn ai nhìn thấy đấy. Nhưng mà thực tình cái cảnh núi sông này có ai mà thấy được thực trạng của nó? Từ trước nhẫn sau, thấy sao chết vậy? Như vậy thì từ trước đến đây, ngài ở núi Yên Tử, thấy sao chết vậy? Chứ không có thêm thắt gì hết. Đó là hết cái bài viện núi Yên Tử của ngài. Tới cái bài kệ kết thúc, kệ rằng rũ không thai thải ánh phồn qua, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, khuya sớm sáng trong đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước hoa, lòng thiền vằn vặt trăng soi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua,
cóc được tính ta nên một thịt, ngại chi non nước cảnh được xa. Để bà kết thúc rất là đẹp. Rủ không thai thải ánh phồn quá, tức là buông hết, không còn gì về cái chuyện phồn quá thành thị. Lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, đi vào ở chốn rừng thiền làm nhà làm cửa mình ở chỗ đó. Bây giờ làm sao? Khuya sớm sáng choang đèn bát nhà, hôm mai rửa sạch nước ma, hôm sớm được sáng rỡ bằng cái ngọn đèn bát nhà. Rồi hôm mai, tức là ngày nay, ngày mai rửa sạch tất cả cái bụi trần bằng cái gì? Bằng nước ma. Ma cũng là một tên khác bát nhã. Ma ha bát nhã ma la một tên đó. Như vậy thì thắp sáng được cái ngọn đèn bát nhã nơi mình, rồi cũng mượn cái bát nhã đó mà rửa sạch tất cả cái bụi trần. Lòng thiền vằn vặt trăng soi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Cái lòng thiền mình nó sáng vằn vặt như mặt trăng rọi lên cái trái nhà này, phải không? Rồi mọi việc đời, thế sự là những việc đời nó hiu hiu như gió thổi qua, qua mất không dính gì mình hết. Dính không? Giả như đang ngồi ở trên non tu hành bình an thanh tịnh như vậy, mà bất thành ai đó đi về quê thăm nhà lên báo ba chú bệnh, mẹ chú bị có những chuyện gì không vui, nghe vậy cái thì sao? Thế sự nó đưa tới thì sao? Cái thì lòng mình nó sao xuyến, nó bất an. Còn ở đây thì Ngài nói thế sự hiu hiu gió thổi qua, cái gì việc đời giống như là gió thổi nhẹ nhẹ quá, không có gì phải bận biểu, không có gì phải rối lòng. Cóc được tính ta nên một thịt, cóc là biết, nếu biết được tính ta là thật thiệt á, ngại chi non nước cảnh đường xa, thì ngại gì mà phải leo trên non trên núi xa, cứ ở trên đó mà trú, thấy không? Ngại chi chứ không có ngại gì, mình đã biết tánh mình là Phật rồi thì mình không có nệ hà, không có sợ sệt đường xa hiểm trở, mà cứ tìm cho tận nơi, đến cho tận chốn mà tu cho đạt được cái kết quả. Đó là ý nói rất là rõ ràng. Thì như vậy cái bài kể kết thúc rất là đầy đủ tinh thần, chỉ dạy cho chúng ta tu phải làm thế nào để cho được cái kết quả tốt, chứ đừng có xem thường. Đó là sau phần của trần này truyền quan. Bây giờ thì có một ít thì giờ để tôi giải thích lý do vì sao mà Ngài Huyền Quang khiến cho cái dòng Trúc Lâm đến đây nó lại chấm dứt. Bởi vì nhiều người thắc mắc tại sao cái hệ phái Trúc Lâm đến qua trên đời cái Ngài Huyền Quang qua rồi thì không còn thấy tâm hơi gì nữa. Ở đây tôi giải thích cho quý vị rõ vấn đề này chút theo cái nhìn riêng tôi. Đây là cái nhìn riêng tôi, có những lý do mà tôi nghĩ rằng bởi những lý do này nên cái phái thiền Trúc Lâm mất dạng sớm. Một lý do thứ nhất là thiền sư Huyền Quang khi được Ngài Pháp Loa trao
cái tâm kệ ha, trao cái y bát để nhận trách nhiệm làm vị tổ thứ ba của hệ Thái Trúc Lâm. Lúc đó ngài đã 77 tuổi, phải không? Đã 77 tuổi. Thì nếu một con người tới cái tình tuổi đó còn thích làm việc nữa đâu, mà nghe là tới cái tình tuổi đó mà nó hơi ngao ngán rồi, mệt mỏi rồi, nó không có thích làm việc, mà lãnh là một cái trách nhiệm rất nặng. Cho nên khi lãnh rồi thì ngài ngao ngán, ngài muốn về núi. Cho nên cái bài kệ ngài nói đó, nghĩa là nghĩ mình không xứng đáng để mà tiếp nối cái dòng tổ. Vì vậy mà thôi thì bỏ lại về núi Bắc cho rồi đó. Bài thơ trước đó nhớ không? Thì đó là cái tâm trạng của ngài khi mà làm một cái trách nhiệm quá lớn, mà tuổi đã già thì không còn thích để làm nữa, cho nên muốn giao lại cho ai đó thì về núi ở ẩn tu ít năm không thành. Đó là một cái tâm trạng mà giả sử người nào cũng có tâm trạng như vậy, mà cộng thêm ngày vừa qua gọi là si si là một nghệ sĩ, cho nên tâm hồn thích được tự do tự tại hay là tự do phóng khoáng, chứ không thích bị ràng buộc. Như vậy thì vừa là tuổi lớn, vừa là cái tâm hồn tự do phóng khoáng, thì làm sao mà gánh vác cho được cái việc tổ chức lớn lao của cái hệ Trúc Lâm. Do đó cho nên ngài muốn về núi ở, không có cố gắng gánh vác. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì thời đó do vua Trần Nhân Tông đi tu, cho nên ở thế gian người ta quý người tu lắm. Ông vua đi tu mà ai đi tu mà không quý, bởi vì vua đi tu còn đầy ai được nữa. Cho nên rồi ai cũng thích, nếu mà gặp cái cảnh gì khó khổ thôi vô chùa tu phước cho khỏe, phải không? Vô chùa tu cho khỏe chứ không phải vô chùa tu cho thành Phật. Bởi vì vô đó thì ông vua ông đi tu là ai dám động đến ông thầy. Vì vậy mà cái thời đó nhiều người đi tu, thì theo sử kể, sử ghi rằng năm 1344 do mất mùa đói thiếu nên có 6.129 người đi tu. Mất mùa đói quá rồi thì họ chỉ nhào vô chùa họ tu. Như vậy thì vì cái người tu không phải là hảo tâm xuất gia, không phải là quyết chí cầu thành Phật, mà tu để lánh nạn đói thiếu, cho nên rồi riết ở trong chùa nó lôi thôi. Mà nó lôi thôi thì đó là cái cớ cho mấy ông nhà nho chỉ trích, phải không? Do đó mà nó suy sụp. Suy sụp là từ cái thế đó đó. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là cái thời đó là cái thời đang tranh chấp giữa Phật và Nho, gọi là tranh chấp ý thức hệ. Vì đời nhà Trần đã mở khoa thi cho các ông Nho rồi. Vì vậy cho nên cuối đời nhà Trần thì các ông đồ đã có chân ở trong triều đình, làm những chức phận lớn. Rồi nhìn qua Phật giáo thì lúc đó lúc nó xuống cấp. Như vậy thì bên này mình đương lên, bên kia xuống. Mà muốn cho cái xuống nó lụng, cái đương lên được cao, thì phải là ra sức chống đối, nghĩa là tìm cách chỉ trích cho nhà vua thấy cái tệ của người theo Phật. Như vậy cho nên ngang đó thì cái tranh đấu ý thức hệ Nho và Phật. Bên Phật thì không có gì tranh đấu, nhưng mà bên Nho họ vừa được cất đầu lên thì họ liền tìm cách chỉ trích, vạch ra những cái lỗi lầm của bên Phật để cho những người trong triều họ không còn tin Phật nữa.